vị khán giả đang đến với chương trình Nhịp cầu du học do Ban chuyên đề Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, giáo dục Việt Nam tiếp cận xu hướng quốc tế hóa nhanh, học sinh có nhiều lựa chọn hơn cho con đường du học của mình thông qua các chương trình đào tạo liên kết quốc tế với mức chi phí hợp lý. Tại Việt Nam thì các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài được triển khai dưới nhiều hình thức. Sinh viên có thể lựa chọn du học toàn phần tại Việt Nam hoặc là du học bán phần. Trong đó thì du học bán phần là hình thức du học linh động và được xem là mô hình du học mang tính toàn cầu, Global Pathways. Và đây cũng sẽ là chủ đề mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình Nhịp cầu du học ngày hôm nay cùng với vị khách mời. Mình xin được giới thiệu Thạc sĩ Lâm Thị Minh Phương, đại diện cho chương trình Global Pathways của Viện ISB Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, xin chào cô Phương và cảm ơn cô Phương đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào mấy anh. Xin chào quý vị khán giả. Lựa chọn du học Global Pathways. Đại học top 1% thế giới xét tuyển thẳng du học Global Pathways. Bắt đầu tại Việt Nam, tốt nghiệp tại nước ngoài. Global Pathways là mô hình du học xu hướng toàn cầu hiện nay. Sinh viên sẽ có một giai đoạn học tập tại Việt Nam từ 1 đến 2 năm nhằm trang bị nền tảng vững chắc về kiến thức và kỹ năng. Sau đó, chuyển tiếp học tập và nhận bằng tại các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Chương trình có các ngành học đa dạng và bắt kịp xu hướng. Global Pathways trang bị cho sinh viên nền tảng vững chắc về kiến thức và kỹ năng, giúp các bạn thành công và tỏa sáng tại các đại học hàng đầu thế giới, hỗ trợ sinh viên phát huy tối đa năng lực học tập, khuyến khích sinh viên xây dựng lộ trình nghề nghiệp, giúp sinh viên hội nhập và có những trải nghiệm du học ý nghĩa. Vâng, cô Phương thân mến, như là chương trình Global Pathways, không biết là năm 2022 thì chương trình của mình có những điểm mới như thế nào ạ? Ngoài những cái chương trình mà Nhịp cầu và du học đã có lần giới thiệu với quý khán giả tại nhóm các trường Úc, thì hiện nay chương trình đã có ký kết thêm với các trường ở New Zealand và Canada. Trong đó các trường Úc thì có thêm hai trường trong cái nhóm R8. Trường nhóm R8 thì là có cái thành tích giảng dạy và nghiên cứu xuất sắc nhất nước Úc, đó là trường Monash ở thành phố Melbourne, bang Victoria, và Đại học Adelaide ở bang Nam Úc. Dạ, như vậy thì những ưu điểm cũng như là lợi thế cho các bạn học sinh khi mà theo học chương trình này cụ thể thế nào, có thể chia sẻ được không ạ? Ở đây mình muốn cái nhấn mạnh sâu về cái ưu điểm của hai cái mô hình pathway nổi bật, đó là mô hình 1 cộng 2 và 2 cộng 1. 1 cộng 2 có nghĩa là sinh viên sẽ học 1 năm tại Việt Nam và 2 năm tại nước ngoài. Ưu điểm của cái chương trình này thì các bạn sẽ có 1 năm học tại Việt Nam, nên sẽ có cái chuẩn bị, trang bị những cái kiến thức vững chắc, kiến thức về nền tảng cũng như cái kỹ năng trong học tập, cả kỹ năng nghề nghiệp. Về cái ưu điểm thứ hai là khi mà có thời gian trải nghiệm học tập 2 năm ở nước ngoài á, thì sinh viên sẽ có cái cơ hội hội nhập sâu hơn. Các em sẽ cũng có cái cơ hội tìm việc, làm việc sau khi tốt nghiệp. Đối với mô hình 2 cộng 1 thì mô hình này đang phổ biến tại các trường ở Úc. Sinh viên sẽ có cái thời gian học tập tối ưu, học 1 năm tại nước ngoài nhưng mà vẫn nhận bằng của trường quốc tế trong top 1% của thế giới. Việc thứ hai, ưu điểm thứ hai của mô hình này là đó là một cái giải pháp tài chính thông minh. Với cái mô hình học tập 2 cộng 1 thì phụ huynh có thể tiết kiệm tới cái 60% chi phí du học cho con em. Dạ, như vậy thì với những ưu điểm cũng như những loại hình đào tạo mà cô Phương vừa mới chia sẻ, thì cô có thể chia sẻ thêm về chương trình đào tạo cũng như là việc kiểm định chất lượng của các chương trình này như thế nào không ạ? Tổng thời gian học tập của sinh viên chương trình Global Pathway tương đương với cái thời gian của học sinh bản xứ. Có nghĩa là đối với học ở Úc và New Zealand á, thì thời gian học tập là 3 năm, còn ở Canada thời gian học tập là 4 năm. Về chất lượng chương trình thì tại ISB, cái việc đánh giá các chất lượng chương trình sẽ thể hiện và ở đầu vào của sinh viên. Chương trình đào tạo chất lượng giảng viên phải đạt tiêu chuẩn của châu Âu FIBA. Còn đối với tại các trường nước ngoài thì các trường đã trong top 1% của thế giới. Các trường đều được đạt cái chuẩn đánh giá của tổ chức trong cái ngành kinh doanh AACP, EKIT. Các cái chương trình giảng dạy của trường đều có sự tham gia cố vấn của giới doanh nghiệp và được công nhận của các hội nghề nghiệp. Có thể nói thêm, các trường đại học phải chịu trách nhiệm và
tuân thủ các cái quy định của tổ chức kiểm định, bởi vì các cái quy định về kiểm định sẽ được đánh giá lại hàng năm và các trường thì cũng muốn duy trì và nâng cao cái thứ hạng của mình. Dạ vâng, thưa cô Phương, như vậy thì còn việc chuyển tiếp các bạn sinh viên khi mà theo học chương trình của Global Pathway thì sẽ chuyển tiếp như thế nào? Điều kiện cũng như là các bạn sinh viên cần phải làm gì để có thể tham gia vào những chương trình chuyển tiếp ạ? Để thỏa cái điều kiện chuyển tiếp thì tất nhiên các bạn phải hoàn thành cái giai đoạn học tập ở giai đoạn 1 của mình. Dạ. Thì trong cái giai đoạn học tập tại giai đoạn 1 thì các bạn cũng tham gia được những cái buổi workshop định hướng, các buổi tư vấn chia sẻ để các bạn chọn cái ngành mình học cũng như là cái điểm đến của trường. Yeah. Việc thứ hai là với cái điều kiện để chuyển tiếp được thì các bạn phải hoàn thành các môn học và đảm bảo cái điểm số nhất định. Ví dụ như đối với trường Macquarie, các bạn muốn chuyển tiếp thì phải đạt được cái điểm số GPA là 6.7. Đối với trường Wollongong thì phải là đạt GPA 6.0 trở lên. Yeah. Trường Waikato của New Zealand thì là 6.5. Ngoài ra thì các bạn sang học bên trường nước ngoài rồi, các bạn cũng có cơ hội để chuyển đổi ngành trong cái bằng của mình chọn. Dạ. Như vậy thì hiện tại ở ISB, đặc biệt là với chương trình Global Pathways, thì chúng ta đang có những chuyên ngành nào thưa cô? Thứ nhất là mình có thế mạnh về đào tạo về kinh doanh, nên liên kết với các trường trực tiếp về trong cái lĩnh vực kinh doanh, thì các em có thể đa dạng chọn các cái mô hình học về chuyên ngành marketing, về finance, về quản trị nguồn nhân lực, tài chính, kế toán, kể cả truyền thông và quảng cáo. Ngoài cái mô hình du học bằng đơn nói trên thì mình có cái mô hình du học bậc kép, mình có thể gọi là mô hình 2+1+1, có nghĩa là học sinh học cái giai đoạn 1 tại Việt Nam là 2 năm sẽ chuyển tiếp đi học bằng cử nhân 1 năm tại nước ngoài và học tiếp thêm 1 năm nữa là để lấy bằng thạc sĩ. Thì có đa dạng các cái chuyên ngành cho cái bằng thạc sĩ của bạn chọn. Ngoài ra các bạn cũng có thể chọn học thêm một cái bằng cử nhân thứ hai. Ví dụ như ở Đại học Western Sydney thì các bạn có thể học một cái ngành rất hot là Applied Data Science, là liên quan tới cái khoa học dữ liệu số. Và với những ưu điểm mà cô Phương cũng đã chia sẻ trên về chuyên ngành, rồi về chương trình đào tạo cũng như là kiểm định chất lượng, vậy thì chắc chắn là điều kiện tuyển sinh cũng khắt khe đúng không cô? Đúng rồi.
Thứ nhất là điều kiện tuyển sinh của chương trình mình nó sẽ có hai bước. Dạ. Thứ nhất là các bạn ở giai đoạn học ở Việt Nam. Giai đoạn học ở Việt Nam thì các bạn sẽ có thỏa điều kiện học thuật và điều kiện tiếng Anh. Yeah. Điều kiện học thuật thì các bạn sẽ đạt điểm chuẩn dựa vào kết quả học tập của bậc trung học phổ thông, hoặc là các bạn được cái chứng nhận tốt nghiệp của một cái trường đại học Việt Nam. Các bạn cũng có thể là sinh viên chuyển tiếp từ một cái đại trường đại học hoặc đại học nước ngoài. Về điều kiện tiếng Anh thì điều kiện tiếng Anh của chương trình là các bạn có trình độ tiếng Anh tương đương với IELTS 5.5. Điểm yeah. viết thì 5.0 trở lên. Khi bắt đầu chương trình thì các bạn sẽ có 20 tuần học tiếng Anh học thuật để chuẩn bị vào chương trình chính khóa. The first and most important thing is that attending Global Pathway program have assisted me in getting used to the learning environment at university, which is totally different from the one of high school. Besides, at ISB, I can have opportunities to learn with such devoted lecturers and talented students to develop myself in all aspects. And finally, by learning 100% in English with well-prepared curriculum, I can both improve my academic English and have enough knowledge for my transfers to the partner university. Hello ISBers, my name is Hong Le Phuong Nghi. I've graduated from Nguyen Quyen Private High School in Ho Chi Minh City, and I'm currently a freshman of ISB Global Pathway Business Program. My GPA was 9.2 and I got 7 in the IELTS test. Maybe I have a lot of expectations, but perhaps the most important thing is to accumulate not only academic knowledge, but also hands-on experience. I think that in order to be well prepared for the transition in year three, I have to overcome the challenges and complete the solid foundation in stage one. And a good study result will become the motivation for me to become more confident, more flexible to encounter difficulties in stage two, as well as after graduation. Also, expanding my network will be one of the goals that I want to achieve while studying in this program. I hope that I can seize the opportunities that ISB offers. Và tiếp theo một vấn đề quan trọng nữa thưa cô Phương, đó là về mức học phí. Chắc chắn là phụ huynh và học sinh sẽ rất quan tâm. Và chương trình học bổng có điều kiện nào để các bạn có thể có cơ hội xin được học bổng của Global Pathway không ạ? Học phí được tính lên tổng môn học tại Việt Nam, ISB, và tổng môn học học tại nước ngoài. Thì mức học phí tại Việt Nam hơn 16 triệu một môn học. Yeah. Còn mức học phí tại nước ngoài là trong tầm 3.500 tới 4.500 đô la Úc hoặc là đô la New Zealand. Về mức học bổng thì nhà trường luôn tạo điều kiện để thu hút những cái sinh viên học giỏi. Yeah. Nên cái suất học bổng sẽ có mức từ 20% tới 50% cho cái giai đoạn học năm thứ nhất tại Việt Nam. Ví dụ như là một bạn có GPA là lớp 12 là 8.5. Yeah. Cộng với cái điểm IELTS của bạn 7.0 thì bạn sẽ có cái mức học bổng là 50% học phí. Oh. Ví dụ còn một bạn là có điểm GPA là 8.0. Yeah. Bạn có IELTS 6.5 thì cái mức học bổng của bạn được xét là giảm 30% học phí. Dạ. Yeah. Quả thật là đây là một cái chương trình mà nhà trường đã rất là tạo điều kiện cho các bạn học sinh để có cơ hội tiếp cận hơn với việc là ước mơ du học của mình, đúng không ạ? Dạ, một lần nữa xin được cảm ơn cô Minh Phương rất là nhiều và đã dành thời gian đến với chương trình và chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích ạ. Và cũng hy vọng là với những thông tin này thì các bạn trẻ đang có ý định du học và vẫn còn đang loay hoay để tìm hướng đi phù hợp sẽ giúp cho các bạn có thêm được những thông tin để cân nhắc cho lựa chọn của mình nhé. Và đến đây thì chương trình Nhịp cầu du học kỳ này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.